nhìn vào vị trí mọc mụn đoán vấn đề sức khỏe bên trong của bạn. Nếu mụn mọc ở trán thì bạn đang có vấn đề về đường ruột, hệ tiêu hóa, cơ thể không tiêu thụ được toàn bộ thức ăn và tạo thành độc tố. Nếu mụn ở lông mày thì bạn đang gặp vấn đề về gan, chế độ ăn uống nhiều chất béo, độ có cồn. Vị trí ở mũi cho thấy các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Nếu mụn ở chóp mũi thì não bộ đang gặp nguy, có thể là thiếu không khí lên não, thiếu máu não. Khi mà mụn nổi ở quanh miệng thì bạn đang có các vấn đề về ruột non, dạ dày, cơ thể thiếu chất xơ, rau củ. Nếu mụn mọc ở dưới gò má thì biểu hiện các vấn đề về buồng trứng. Và nếu mọc quanh cằm thì nó liên quan đến cơ quan sinh sản, tử cung, thận, có thể do chu kỳ kinh nguyệt, sự mất cân bằng hormone, do thận làm việc quá tải. Tiếp theo, nếu mụn mọc ở gò má thì biểu hiện của các vấn đề về phổi, hệ hô hấp. Nếu ở tai thì đây là các vấn đề về thận, cơ thể có nhiều caffeine, muối và thiếu nước. Và cuối cùng, vị trí trên lông mày cho thấy các vấn đề về lưu thông máu, stress, trầm cảm, ăn ngủ không điều độ. Vì thế các bạn nên giữ gìn sức khỏe và ăn uống lành mạnh để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể của các bạn nhé. Đừng quên follow mình để xem thêm nhiều video bổ ích hơn nữa nha.